Thầy chào các em. Chào mừng các em trở lại với kênh YouTube của thầy Lê Minh Đức GSP. Lời đầu tiên thầy chúc các em luôn bình an sức khỏe và có nhiều niềm vui trong cuộc sống và trong học tập. Hôm nay chúng ta sẽ sửa bài tập cuối cùng của bài số 1 hàm số và đồ thị. Bây giờ chúng ta vào sửa bài tập số 6. Bài số 6. Một hãng taxi có bảng giá như sau. Thầy sẽ nói cái bảng giá này sau. Câu A là xem số tiền taxi là một hàm số phụ thuộc số km di chuyển. Hãy viết công thức của các hàm số dựa trên thông tin từ bảng giá đã cho theo từng yêu cầu. Y. Hàm số Fx để tính số tiền hành khách phải trả khi di chuyển x km bằng xe taxi 4 chỗ. 2. Y. Hàm số Rx để tính số tiền hành khách phải trả khi di chuyển x km bằng xe taxi 7 chỗ. Và câu B là nếu cần đặt xe taxi cho 30 hành khách, nên đặt toàn bộ xe 4 chỗ hay xe 7 chỗ thì có lợi hơn. Ở trong bảng này, chúng ta có cái bảng giá mở cửa 0,5 km cho taxi 4 chỗ là 11.000 đồng, taxi 7 chỗ là 11.000 đồng. Giá cước km tiếp theo là 14.500 đồng cho xe taxi 4 chỗ và 15.500 đồng cho xe taxi 7 chỗ. Vậy giá cước từ km thứ 31 thì xe 4 chỗ là 11.600 đồng, mà xe 7 chỗ là 13.600 đồng. Như vậy thì thầy phân tích cái chỗ này để các em nắm được một chút. Bây giờ thầy nói ở ngoài một tí này. Tức là các em đi từ km đầu tiên, tức là từ 0 đến km thứ nhất, thì quãng đường các em đi được phải là lớn hơn hoặc bằng 0, nhỏ hơn hoặc bằng 1. Sau đó các em tiếp tục đi tiếp sang km thứ hai, thì cái quãng đường phải lớn hơn 1, nhỏ hơn hoặc bằng 2, tức là nửa khoảng 1-2. Sang km thứ 3 thì các em phải di chuyển trên quãng đường là x phải lớn hơn 2, bé hơn hoặc bằng 3. Cái bài toán này cũng không khác gì cái bài toán tính tiền điện mà phải trả khi chủ thợ điện đến để ghi cái số điện tiêu thụ của gia đình mình mà các em đã biết ở lớp 9. Thì ở đây bây giờ mình áp dụng cho cái giá mở cửa 0,5 km. Giá mở cửa 0,5 km có nghĩa là đi trong khoảng quãng đường từ 0 km cho đến 0,5 km. Tức là quãng đường đi là x, thì x phải lớn hơn hoặc bằng 0, nhỏ hơn hoặc bằng 0,5. Tiếp theo là giá cước km tiếp theo, thì cái quãng đường đi tiếp theo là quãng đường x phải lớn hơn 0,5 km và nhỏ hơn 30 hoặc bằng 30 km. Sau đó đi quãng đường tiếp theo từ km thứ 31 thì cái quãng đường x đó phải lớn hơn hoặc bằng 30 và nhỏ hơn một số nào đó là cho chúng ta đi. Thế thì ở đây chúng ta hiểu như thế để chúng ta đặt vấn đề để làm cho nó rõ ràng. Thứ hai nữa là các em thấy là để so sánh cái giá tiền ở cái câu B này là cho 30 khách nên đặt toàn bộ xe 4 chỗ hay xe 7 chỗ, thì chúng ta phải hiểu thêm một vấn đề nữa. Đó là xe 4 chỗ thì chỉ chở được 4 người thôi, chứ không phải như xe gia đình chúng ta mà 4 chỗ chúng ta nhét thêm một người nữa thì là sai quy định. Mà xe taxi mà sai quy định như vậy thì rõ ràng là sai về cái luật pháp, thì sẽ bị xử phạt rất là nặng. Cho nên không có tài xế nào mà 4 chỗ mà xếp 5 người, hoặc là 7 chỗ cũng vậy, là phải xếp đúng số người ở trên số ghế. Số người có thể ít hơn cũng được, nhưng mà không được lớn hơn. Như vậy thì các em lưu ý hai vấn đề đó. Vấn đề thứ ba là để so sánh cái giá tiền thì hai cái loại xe này phải di chuyển trên một quãng đường. Cho nên ở đây là đều nói đến x km các em này. Thì bây giờ
trước hết chúng ta phải đi tìm hiểu cái cách lập cái hàm số F để tính cái số tiền x km khi chúng ta di chuyển trên xe 4 chỗ của một chuyến đi thôi các em nhé. Bây giờ thầy sẽ giải câu A. Câu Y. Gọi x là số km xe di chuyển thì x phải lớn bằng 0. Giá mở cửa thì quãng đường đi sẽ là lớn hơn hoặc bằng 0, bé hơn hoặc bằng 0,5. Đây là điều kém lưu ý này. Thì bây giờ chúng ta nói qua tiền. Thì tiền phải trả là 11.000 đồng, tức là chúng ta có được một cái giá trị của hàm số với tập xác định x lớn hơn hoặc bằng 0, lớn hơn bằng 0, bé hơn hoặc bằng 0,5. Tiếp tục. Giá cửa km tiếp theo, tức là từ km 0,5 cho đến nhỏ hơn hoặc bằng km thứ 30. Tức là đây là tập xác định của hàm số. Thế thì khi đó hàm số đó được biểu diễn bằng cái số tiền phải trả như sau. Đầu tiên chúng ta phải trả cho 11.000 cho 0,5 km mở cửa. Sau đó chúng ta lấy cái số km mà chúng ta đi được, chúng ta trừ cho 0,5 km đã trả tiền rồi. Thì chúng ta lấy số km này chúng ta nhân với cái giá tiền tiếp theo là 14.500 này các em. Thì bây giờ chúng ta sẽ tính, đây là hàm số bậc nhất của x, cho nên chúng ta thấy là 14.500 nhân với x là được rồi. Thì chúng ta sẽ làm gọn, 11.000 trừ cho 0,5 nhân với 14.500. Thì chỗ này chúng ta sử dụng máy tính chúng ta tính. Bây giờ thầy bật máy tính để thầy tính cho gọn. Chúng ta trở về chế độ menu 1. Đây là chúng ta chỉ tính cái hệ số tự do thôi các em nha. 11.000 trừ cho 0,5 nhân với 14.500 chúng ta nhân bằng, chúng ta được 3.750, đó là hệ số tự do. Bằng tiếp các em này, bằng 14.500 x mà cộng với 3.750. Như vậy đây là cái giá trị của hàm số có cái tập xác định là x lớn hơn 0,5, bé hơn hoặc bằng 30. Bây giờ qua cái quãng đường từ km thứ 31 trở đi thì chúng ta lại viết x lớn hơn hoặc bằng 30. Tại sao như vậy? Km thứ 31 là bắt đầu tính từ km thứ 30 cộng thêm 1 mét nữa, hoặc là 1 cm hoặc 1 dm là thuộc về km thứ 31 đó các em. Cho nên chúng ta viết x lớn hơn 30 có nghĩa là khi đó chúng ta tính từ km thứ 31 đó các em ạ. Thì tiền phải trả. Như vậy là chúng ta trả lần thứ nhất cho đi giá mở cửa là 11.000 đồng. Tiếp theo là đi quãng đường từ 0,5 đến 30 km. Thì chúng ta phải lấy cái quãng đường 30 km này, chúng ta trừ đi 0,5. Đó là cái quãng đường mà chúng ta phải trả cái giá tiền ở mức 2 đó các em, là 14.500 đồng. Như vậy thì chúng ta đi với quãng đường là trên 30 km. Thì như vậy thì chúng ta chỉ phải tính thêm cái giá tiền từ km thứ 31 trở đi, thì chúng ta lấy x trừ cho 30 km đầu tiên mà chúng ta đã trả rồi, thì chúng ta nhân với cái giá tiền 11.600 đồng. Thì như vậy chúng ta được một cái hàm số được biểu diễn bởi cái từ sau phải từ trả này. Thì bây giờ thầy sẽ lấy hệ số của x trước. X là hệ số của x là 11.600. Như vậy là ổn rồi các em. Bây giờ chúng ta tính hệ số tự do. Thì chúng ta bật máy tính lên, chúng ta tính. Thì xóa này. 11.000 này. Cộng với
30 trừ 0,5 là chúng ta lấy 29,5. Rồi chúng ta nhân với 14.500. Nhân cái thì viết thiếu 4.500, thiếu số 0. Được chưa các em? Chưa có nữa. Trừ cho 30 nhân với 11.600. Chúng ta nhân bằng, chúng ta được 90.750. Như vậy các em nhớ nữa, 90.750. Tiếp tục, nó sẽ bằng 90.750 đây các em ạ. Còn hệ số của x sẽ là 11.600, thì chúng ta viết lại là bằng 11.600 x cộng với 90.750. Như vậy thì rõ ràng là cái hàm F này là cho bởi ba công thức. Công thức thứ nhất, công thức thứ hai và công thức thứ ba có tập xác định tương ứng. Như vậy là chúng ta lập ra một cái hàm số cho bởi ba công thức. Mỗi công thức có một cái tập xác định rõ ràng. Vậy thì ta có hàm số tính giá tiền F như sau. Fx bằng, chúng ta mở cái ngoặc nhọn, hàm số cho bởi nhiều công thức. Ở đây là có ba công thức. Thứ nhất, hàm số là hàm số hàng 11.000 với tập xác định là x lớn hơn hoặc bằng 0, nhỏ hơn hoặc bằng 0,5. Đây các em này. Tiếp theo, hàm số được cho bởi công thức thứ hai đây các em. 14.500 x cộng với 3.750 với tập xác định này. Tập xác định là x lớn hơn 0,5, bé hơn hoặc bằng 30. Cuối cùng, hàm số được xác định bởi công thức với tập xác định. Công thức của hàm số trường hợp tiếp theo đó là 11.600 x cộng với 90.750 với tập xác định là x lớn hơn 30. Như vậy là chúng ta kết thúc lập cái hàm số F để tính tiền cho xe taxi 4 chỗ. Bây giờ chúng ta sẽ sang làm câu Y, lập hàm số R tính tiền cho xe taxi 7 chỗ. Cái bảng thầy có ghi lại đấy các em. Cái bảng này hơi rõ hơn đúng không? Vì bên kia là màn hình nó nhỏ quá, thầy phải có nó lại. Còn bên này là rõ ràng. Bây giờ mình chú ý dòng thứ hai nha. Mình vẫn gọi cái số km như cũ. Gọi x là số km xe di chuyển, x lớn bằng 0 cho xe 7 chỗ đấy các em. Nếu x lớn hơn hoặc bằng 0, bé hơn hoặc bằng 0,5 thì cái tiền phải trả là 11.000 đồng. Này, dòng dưới các em này. Như vậy chúng ta lập được lần thứ nhất hàm số với tập xác định. Hàm số là hàm số hàng này các em này. 11 này, với tập xác định này. Bây giờ chúng ta di chuyển tiếp theo. X km, x lớn hơn 0,5, bé hơn hoặc bằng 30. Thì tiền chúng ta phải trả làm như lúc nãy. Chúng ta trả tiền cho cái giá mở cửa. Sau đó chúng ta cộng thêm cái số tiền mà đi. Số x km lớn hơn là 0,5, bé hơn bằng 30 thì chúng ta nhớ trừ cho. 0,5 km đã trả tiền rồi. Thì đây là số km đi từ 0,5 cho đến 30 km. Thì giá tiền của họ cho là 15.500, chúng ta nhân vào. Bây giờ đây là một cái hàm số bậc nhất. Biến x thì chúng ta có là 15.500 nhân với x. Bây giờ còn hệ số tự do thì chúng ta sẽ bật máy tính để tính. Chúng ta sẽ tính cái máy tính xem thử là nó có đúng thế này không? Các em thấy này, 15.500 nhân x này, thì viết lần thứ nhất này. Bây giờ hệ số tự do chúng ta bật máy tính, chúng ta tính kiểm tra lại. Xóa màn hình, 11.000.
trừ cho 0,5 nhân với 15.500. Nhân với 15.500. Bằng, các em thấy là có số 3250 này. Bây giờ chúng ta lập tiếp công thức thứ ba của hàm số. Lập xác định chúng ta nói tiếp được đã. Nếu x lớn hơn 30, tức là tính từ km 31 trở đi đấy các em này, thì số tiền chúng ta phải trả. Thứ nhất là giá mở cửa, thứ hai là trả cái số tiền mà đi dưới 30 km mà trên 0,5 km thì nhân với 15.500 như lúc này ở bước thứ hai chúng ta làm. Sau đó từ km thứ 31 trở đi thì chúng ta phải trừ cho 30 km đã đi đầu tiên rồi. Sau đó chúng ta nhân cái giá tiền là 13.600. Thì đây chính là cái giá tiền phải trả khi anh đi trên một quãng đường dài hơn hoặc bằng 31 km. Bây giờ chúng ta làm gọn một tí. Hệ số của x là 13.600. Còn hệ số tự do thì chúng ta sử dụng máy tính tính xem thử kiểm tra cái đập số này đúng không. Chúng ta lấy 11.000. Chúng ta xóa màn hình đi. 11.000. Đây là 30 mà trừ cho 0,5 là bằng 29,5 nhân với 15.500. Trừ cho các em nha. 29,5. À, thì xin lỗi, không phải trừ. Không. 29,5 kiểm nhân với 15.500. Tiếp tục chúng ta trừ cho đây này. Trừ cho 30 nhân với 13.600 kiểm. Trừ cho 30 nhân với 13.600. Chúng ta nhân bằng, chúng ta được là 60250. Đó, 60250. Như vậy là chúng ta lập xong cái hàm số. Bây giờ chúng ta viết lại. Về hàm số R là chúng ta mở ngoặc nhọn viết ba công thức. Công thức của hàm số đầu tiên đó là 11.000 với tập xác định là x lớn hơn hoặc bằng 0,5. X lớn hơn hoặc bằng 0, bé hơn hoặc bằng 0,5. Đôi khi thầy cũng nhầm lẫn một tí. Với x lớn hơn hoặc bằng 0, bé hơn hoặc bằng 0,5. Công thức thứ hai đây các em này, tập xác định này. 15.500 x cộng với 3.250 với tập xác định x lớn hơn 0,5, bé hơn hoặc bằng 30. Hàm số công thức thứ ba là 13.600 x cộng với 60.250 với tập xác định là x lớn 30. Như vậy thì chúng ta lập xong. Như vậy thì chúng ta đã làm xong của A là chúng ta làm gì các em? Chúng ta lập xong cái công thức tính tiền phải trả mà đồng hồ sẽ báo nếu như anh ngồi trên xe. Thế thì những cái nhà lập trình tin học sẽ dựa vào những cái công thức này các em, để người ta sẽ lập trình, người ta viết chương trình cho khi xe lăn bánh dù ở km nào thì cái đồng hồ nó sẽ báo cho chúng ta hai cái chỉ số, một là chỉ số km đã đi, hai là giá tiền phải trả. Bây giờ chúng ta sang làm câu B. Chúng ta nói lại câu B một tí. Nếu cần đặt xe taxi cho 30 hành khách, nên đặt toàn bộ xe 4 chỗ hay xe 7 chỗ thì có lời hơn? Ở đây chúng ta hiểu là có lời hơn có nghĩa là rẻ hơn hay đắt hơn, gọi là có lời. Tức là cái hô báo nó tốn ít hay tốn nhiều thì gọi là có lời chứ các em. Thì bây giờ chúng ta phải đi
tính cái số xe mà chở hết 30 khách một tí nha. Bây giờ chúng ta tiếp tục. Câu B. Thế nhắc lại, tính tiền một xe 4 chỗ là F(x) bằng cái công thức như lúc này chúng ta đã nói. Và tính tiền một xe 7 chỗ như công thức này. À, chúng ta đã nói, bây giờ chúng ta chở 30 người thì theo các em cần mấy xe 4 chỗ? Chở 30 người, 30 chia cho 4 thì được 7, 4 hay 8 còn dư 2. Dư 2 thì chắc chắn phải thêm một chiếc nữa, đúng không? Thêm một chiếc nữa. Như vậy là chúng ta có đến 8 chiếc để chở 30 người. Như vậy 30 người thì thuê xe 4 chỗ thì cần 8 xe. Thì chở xe 7 chỗ thì cần bao nhiêu người, bao nhiêu xe cả? 7. Chúng ta lấy 30 chia cho 7 thì được 4. 4, 7, 2, 8 còn dư 2. Như vậy phải thuê thêm một xe nữa. Như vậy là chúng ta phải thuê 5 xe. 30 người thì thuê xe 7 chỗ thì cần 5 xe. Bây giờ đấy là giá tiền của một xe, dù 4 chỗ hay 7 chỗ. Bây giờ cần 8 xe thì chúng ta nhân các cái hàm số được xác định bởi công thức với lần lượt cái số 8 đối với xe 4 chỗ và số 7 thế nhầm số 5 đối với xe 7 chỗ. Tính tiền 8 xe 4 chỗ như sau. Fx bằng công thức thứ nhất chúng ta phải nhân với 8, tập xác định chúng ta viết lại. Công thức thứ hai chúng ta nhân với 8, tập xác định chúng ta viết lại. Công thức thứ ba chúng ta cũng nhân với 8, tập xác định chúng ta viết lại. Như vậy là chúng ta xong ý thứ nhất. Bây giờ tính tiền xe 7 chỗ của 5 xe kém nha. Thì chúng ta cũng làm tương tự như thế thôi. Rx sẽ bằng công thức thứ nhất chúng ta nhân 5, tập xác định viết lại. Công thức thứ hai cũng nhân 5, tập xác định viết lại. Công thức thứ ba cũng nhân 5, tập xác định viết lại. Như vậy là chúng ta xong. Bây giờ chúng ta sẽ đi so sánh ở ba cái mức. Mức là đi giá mở cửa của 30 người của hai loại xe. Mức thứ hai là đi cái mức từ 0,5 cho đến nhỏ nó bằng 30 km của mỗi loại xe để chúng ta so sánh. Rồi mức thứ ba là mỗi loại xe đều đi x km lớn hơn hoặc bằng 31 để chúng ta so sánh. Thì bây giờ là để so sánh lần thứ nhất thì các em gọi F1, G1 lần thứ hai này. Thì các em gọi F2, G2. Lần thứ ba thì chúng ta gọi F3, G3 thôi để chúng ta phân biệt tí. Bây giờ chúng ta tiếp tục nhé các em. Trường hợp 1 là trường hợp đi trên quãng đường lớn hơn hoặc bằng 0, nhỏ hơn hoặc bằng 0,5 km. Đây các em này, tập xác định đây này, giá trị hàm số này. Thì bây giờ chúng ta có F1 là bằng 8 x 11.000, còn G1 sẽ là đằng 5 x 11.000. Ta thực hiện hiệu hai cái giá trị này để chúng ta xác định dương hay âm. Nếu dương thì F1 lớn hơn R1, mà âm thì F1 bé hơn R1. Thì từ đó chúng ta biết cái số tiền phải trả thôi, vì FR là tính bằng số tiền. Bây giờ F1 trừ R1 này, F1 là đây các em này, R1 là đây này, chúng ta trừ cho nhau này. Bằng 11.000 x 8 này, 8 x 11.000 đồng, trừ cho này, 5 x 11.000. Thì cái tính này chúng ta tính dễ đúng không nào? Vì nó quá đơn giản. Bằng 33.000 dương. Dương thì điều đó chứng tỏ là F1 trừ R1 dương. F1x trừ R1x dương thì suy ra là F1x lớn hơn R1x. F1 là giá tiền mà R1 cũng là giá tiền.
Như vậy là giá tiền của F lớn hơn giá tiền của R. Điều đó chứng tỏ là gì cả? Thuê xe 4 chỗ đắt hơn xe 7 chỗ. Đúng không? Như vậy chúng ta kết thúc so sánh lần thứ nhất. Bây giờ chúng ta đi sẽ trường hợp thứ hai. Đi x km mà x lớn hơn 0,5 mà bé nó bằng 30 của hai loại xe. Thì chúng ta cũng làm tương tự như vậy các em ạ. Thì viết lại một tí để chúng ta dễ quan sát. Trường hợp 2 là đi x km, x lớn hơn 0,5, bé nó bằng 30. Thì chỉ chúng ta cũng tính là F2 trừ R2. F2 trừ R2, F2 là đây các em này, trừ R2 là đây này. Thì viết ra này, F2, dòng thứ 2. Trừ R2 cũng là trừ dòng thứ hai. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi thực hiện rút gọn cái biểu thức này. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hệ số của x bằng cách chúng ta lấy 8 nhân với 14.500 và trừ cho 5 nhân với 15.500. Chúng ta sẽ tính trên máy tính. 8 nhân với 14.500 trừ cho 5 nhân với 15.500 như vậy là chúng ta nhân bằng để tìm hệ số của x. Như vậy là chúng ta được là 38.500. Chúng ta viết hệ số của x trước đã. 38.500 x. Hệ số tự do thì chúng ta lấy 8 nhân với 3.750 trừ cho 5 nhân với 3.250. Chúng ta tiếp tục bật máy tính lên. Xóa màn hình. 8 nhân với 3.750. Trừ cho 5 nhân với 3.250. Bằng 13.750. Tiếp kém nha. Cộng với 13.750. Như vậy kém thấy là vì x dương. Cho nên là cái biểu thức đầu tiên là 38.500 x dương cộng với 13.750 là dương luôn. Như vậy cái tổng này là giá trị dương. Tổng này có giá trị dương thì như vậy chúng ta sẽ suy ra là F2 x trừ R2 x sẽ dương. Mà F2 x trừ R2 x dương có nghĩa là F2 x lớn hơn R2 x. Mà F2 x lớn hơn R2 x có nghĩa là tiền đi xe 4 chỗ đắt hơn tiền đi xe 7 chỗ. Chúng ta kết thúc trường hợp 2. Bây giờ trường hợp 3 là trường hợp này các em. Chúng ta so sánh hai cái giá tiền, chúng ta lấy F3X mà trừ cho R3X các em. Tiếp tục nha các em. Trường hợp 3. Đi x km, x lớn hơn 30. Thì F3X trừ R3X sẽ bằng biểu thức này mà trừ biểu thức này. Bằng 8 nhân với 11.600 x cộng với 90.750 trừ tiếp cho 5 nhân với 13.600 x cộng với 60.250. Bây giờ chúng ta cũng tương tự như vậy, chúng ta tìm hệ số của x. Mục đích chúng ta rút gọn, cho nên chúng ta sẽ tìm cái hệ số của x bằng máy tính. Xóa, chúng ta lấy 8 nhân với 11.600 trừ cho các em, trừ cho 5 nhân với 13.600
đó là hệ số quýt, chúng ta nhấn bằng, chúng ta được là 24.800. Bây giờ chúng ta tính hệ số tự do. Xóa màn hình. 8 x 9 10 750. Trừ cho 5 x 60 250. Bằng chúng ta được là 424.750. Các em nhớ là 424750 cộng tiếp, các em cộng tiếp 424750, x lớn 30 là x dương, cho nên cái biểu thức 24.800 x này dương cộng với 424.750 thì cái tổng này mang giá trị dương. Do đó chúng ta sẽ suy ra F3X sẽ lớn hơn, trừ R3X sẽ lớn hơn 0. Từ đây chúng ta suy ra là F3 sẽ lớn hơn R3. Như vậy điều đó chứng tỏ gì các em? Cái tiền đi xe 4 chỗ vẫn đắt hơn tiền đi xe 7 chỗ. Như vậy là chúng ta làm xong 3 trường hợp rồi. Thì từ đây chúng ta kết luận là nếu thuê 30 người đi thì chúng ta nên chọn xe nào các em? Vậy thì cả 3 trường hợp thì đặt xe chở 30 người thì nên đặt xe 7 chỗ, rẻ hơn xe 4 chỗ. Chúng ta kết thúc bây giờ. Qua bài này thì chúng ta phải hiểu được hai vấn đề. Thứ nhất là hàm số được ứng dụng trong thực tế rất là nhiều. Thông qua cái bài tập vừa rồi đi tính tiền giá cước của xe taxi mà các em đã từng đi đấy. Điều thứ hai nữa, thông qua bài này cũng giúp các em lựa chọn các cái phương tiện giao thông đi để rẻ hơn. Kiểu chúng ta đi chọn xe không đúng thì cũng đi trên quãng đường đó. Thì hầu bao chúng ta tốn nhiều hơn thì rõ ràng là chúng ta không tiết kiệm được tiền của mình và tiền của gia đình không nào. Cho nên là chúng ta phải tìm hiểu các phương tiện xe giá bao nhiêu để chúng ta lựa chọn xe chúng ta đi để cho hợp lý. Hiện nay trên thị trường thì có rất nhiều hãng taxi, tuy nhiên là các em phải biết tính toán một tí thì các em sẽ thấy rằng là cái hãng nào đi rẻ hơn, hãng nào đi đắt hơn, thì chắc chắn là các em cũng phải biết được vấn đề đó để chúng ta vận dụng đi lại trong cái thực tế hàng ngày của chúng ta. Như vậy thì bài học hôm nay đã kết thúc rồi. Chúng ta sẽ tiếp tục học bài số 2, hàm số bậc 2. Thầy sẽ thể hiện cái hàm số bậc 2 rất rõ ràng ở trên cái phần mềm thầy tạo nên để chúng ta cùng một lúc quan sát được rất nhiều cái ví dụ cái hàm số bậc 2. Và thứ hai nữa là thầy sẽ dạy trên hành động để các em thấy rằng là mối quan hệ giữa những cái hàm số bậc 2 mà các em đã biết ở lớp 9 và cái hàm số bậc 2 tổng quát nó có mối quan hệ như thế nào. Đây là một điều rất lý thú mà các em cần phải nắm vững. Thì các em nhớ đăng ký kênh và bấm chuông để tiếp tục theo dõi bài dạy của thầy. Cuối cùng thầy chúc các em luôn bình an sức khỏe và có nhiều niềm vui trong cuộc sống và trong học tập. Hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo. Chào tạm biệt các em.